Vừa qua, Sang Vlog đã có những chia sẻ về việc các thành viên trong team tan vỡ, mỗi người đều có những lý do riêng. Đoạn clip của nam YouTuber đã nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Theo chia sẻ của Sang Vlog về việc các thành viên lần lượt rời đi, có người thì đi học và sợ đi rừng nên không đồng hành cùng Sang Vlog trong các video đi rừng được nữa. Còn người thì lên thành phố Hồ Chí Minh kiếm thêm tiền vì làm với Sang Vlog có tháng được đi, có tháng không đi được ngày nào nên ở nhà cũng không biết làm gì. Có người thì ham chơi nên Sang Vlog cho rời khỏi team. Dự tính khi hết ham chơi sẽ cho quay lại, trong đó có một bạn tên Sâu. Do mẹ bị bệnh nên Sang Vlog cho ở nhà nhưng anh vẫn trả lương, khi nào quay gần nhà thì hãy quay với Sang. Tuy nhiên khi anh kêu Sâu đi quay thì cậu lại không chịu. Sang Vlog cho biết anh cảm giác như Sâu nghĩ rằng không đi làm nhưng vẫn được trả lương tạo cho cậu cảm thấy bị ỷ lại và nam YouTuber đã cho Sâu nghỉ luôn. Thêm một thành viên khác thì Sang xây nhà cho và thời điểm đưa tiền cho ông chủ thầu thì thành viên trong team này lại bắt đầu sinh hư. Sau khi cho tặng nhà xong thì thành viên này cũng rủ dê thành viên khác nghỉ chung, điều này khiến Sang Vlog cảm thấy rất buồn. Một người nữa thường được gọi là Rảnh, Sang Vlog cho biết cậu ham chơi, 1 đến 2 giờ sáng mới về, khi kêu đi quay clip thì mệt mỏi không còn sức lực. Nam YouTuber cho hay mình cũng cho Rảnh mấy chiếc điện thoại. Sang Vlog mong Rảnh sẽ thay đổi, nếu sau này quay trở về làm chung với team thì anh vẫn đồng ý. Các thành viên trong team Sang Vlog rất được khán giả yêu mến vì hoàn cảnh khó khăn và nhìn ai cũng chân thật, nên khi không thấy sự xuất hiện trong clip thì nhiều người rất bất ngờ và tò mò. Sau những chia sẻ của Sang Vlog, cũng đã có những người cảm thấy thương anh và cho rằng sự nuông chiều tạo ra kẻ vô ơn. Nhưng số khác lại thấy không tin lời của Sang Vlog kể về các thành viên. Có người đi thì cũng có người ở lại với Sang Vlog và anh vẫn đi quay cùng một số người khác. Trước đó, Sang Vlog từng chia sẻ những năm đầu tiên bắt đầu quay clip, các bạn nhỏ không đi thì Sang vẫn cho tiền. Nam YouTuber cũng phủ nhận việc bản thân ép các em nhỏ. Những người đi theo anh làm việc nhiều thì mỗi ngày được trả 1,3 triệu, tính ra tổng là 13 triệu. Có người anh cũng trả 1,8 triệu mỗi ngày, toàn bộ team tổng cộng lại là 182 triệu. Đầu tháng 8 vừa qua, Sang Vlog bất ngờ để lộ nhiều dấu hiệu bất ổn như thừa nhận chuyện nợ nần và phải giao bán vườn sầu riêng trả nợ, vừa rưng rưng nước mắt vừa tuyên bố dừng đăng video trên TikTok. Đặc biệt anh chàng khẳng định mình chỉ thích ăn cơm bờ cơm bụi, muốn ngủ trong rừng hơn ở nhà, khiến nhiều người suy đoán hôn nhân của anh tan vỡ. Tuy nhiên, hiện tại có vẻ mọi chuyện đã ổn định trở lại. Sang Vlog có tên thật là Trần Văn Sang, sinh năm 1995, đến từ Đồng Nai. Sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chỉ có hai mẹ con trong căn nhà che nứa ọp ẹp nên Sang phải bươn trải làm nhiều nghề vất vả như phụ hồ, công nhân. Tháng 2 năm 2019, Sang bắt đầu làm video và đăng lên YouTube, khai thác chủ đề ẩm thực đồng quê, cuộc sống nông thôn dân dã cũng như các thử thách sinh tồn. Quay cùng Sang còn có một số em nhỏ trong xóm. Hiện tại kênh YouTube của Sang đã có gần 4,5 triệu người đăng ký và tổng cộng 1,36 tỷ lượt xem. Sự nổi tiếng này đã giúp hot YouTuber có thu nhập ổn định hơn. Tháng 9 năm 2020, Sang Vlog đã sửa được nhà, từ căn nhà che nứa nhỏ xíu thành hai gian nhà gỗ và một gian công trình vụ, đóng ván, sàn nhà lát gạch đá vững vàng hơn. Đến tháng 4 năm 2022 vừa qua, anh khoe căn nhà dành tặng mẹ và vợ con. Được biết căn nhà vốn là nhà cũ từ người chủ trước nhưng đã được Sang Vlog sửa sang cho sạch đẹp và gọn gàng hơn. Căn nhà khá đơn giản, có một phòng khách, một phòng ngủ cho hai vợ chồng, một phòng cho các em nhỏ trong team ngủ lại khi quay vlog.